Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Ngày mới chúc cô chú, các anh chị và các bạn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 1 năm 2024. Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá khổ qua, giá dưa leo sớm nhất ngày hôm nay để cô chú, các anh chị và các bạn có được tình hình giá cả chính xác nhất để tham khảo. Tình hình giá nông sản, rau cải những ngày qua giá rất thấp, đặc biệt là những loại dây leo như khổ qua, dưa leo hay một số loại dây leo khác. Tình hình giá khổ qua những ngày qua giá chỉ đủ công thu hái, với tình hình như vậy rất thiệt thòi cho bà con trồng khổ qua. Giá dưa leo ổn định hơn so với giá khổ qua. Và hôm nay chị miền Tây chia sẻ với cô chú, các anh chị và các bạn về giá khổ qua ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, An Giang. Khu vực miền Tây giá khổ qua như sau. Mức giá chính thức của khổ qua ngày hôm nay giá chỉ 4-5 ngàn đồng một ký, rất thấp, chỉ đủ công thu hái. Khổ qua hái lứa đầu, khổ qua tốt, giá 6 ngàn đồng một ký. Và khổ qua hái nhiều lứa, nhiều lần, giá 5 ngàn đồng một ký. Khổ qua ở những tỉnh khác nhau, ở những khu vực khác nhau, giá cả cũng trên lệch khác nhau, 500 đến 1.000 đồng một ký. Những tỉnh xa trung tâm thành phố giá thấp hơn so với những tỉnh gần trung tâm thành phố. Ruộng khổ qua của cô chú, anh chị và các bạn trồng xa hay gần những chợ lớn, giá cả cũng khác nhau trên lệch. Bởi ruộng khổ qua xa những trục lộ chính đi đến những chợ lớn, chi phí cũng cao hơn so với những ruộng khổ qua gần những chợ lớn, những chợ lớn giá cả cũng trên lệch khác nhau và tốt hơn. Ngoài những điều kiện gần xa những chợ, những chợ, khổ qua của cô chú anh chị có những màu sắc, có những mẫu mã đẹp, khổ qua ngon hơn, chất lượng hơn, giá cả cũng tốt hơn so với khổ qua màu sắc không tốt, mẫu mã kém. Giá khổ qua ở khu vực miền Tây 4-5 ngàn, rất thấp. Khổ qua đẹp hái lứa đầu 6 ngàn đồng một ký, và khổ qua hái nhiều lứa giá 5 ngàn đồng một ký. Giá khổ qua thấp như này chỉ đủ tiền thuê công thu hái, giá cả như này rất thiệt thòi cho người nông dân. Mong thời gian tới giá khổ qua tốt hơn, bởi gần dịp Tết Nguyên Đán giá cả cao hơn để bà con có được lợi nhuận cao, có được cái Tết ấm no hơn với gia đình. Ở giai đoạn này, tình hình chung của các loại nông sản, sức tiêu thụ ở các chợ hầu như chậm, do đó giá cả cũng bấp bênh. Ngoài khổ qua, những loại dây leo khác, những loại rau cải khác giá cả cũng không mấy khả quan, bởi tình hình sức mua ở chợ thấp dẫn đến giá thấp, ảnh hưởng rất nhiều đến việc trồng trọt hay thu nhập của bà con nông dân. Mong tình hình tới giá cả sẽ mạnh hơn, tiêu thụ tốt hơn để bà con có được lãi suất cao hơn, thu nhập cao hơn. Tiếp theo là tình hình giá dưa leo. Giá dưa leo ngày hôm nay giá ổn định và cao hơn so với khổ qua. Giá dưa ngày hôm nay cũng đang biến động giảm hơn so với những ngày trước. Giá dưa chính thức của ngày hôm nay giá từ 6 đến 8 ngàn đồng một ký. Loại dưa tơ, dưa mới hai bông, hai lứa đầu có giá 7 đến 8 ngàn đồng một ký. Dưa hái nhiều lứa, dưa ngọn giá 6 ngàn đồng một ký đến 7 ngàn đồng một ký. Đó là tình hình giá dưa chung ở khu vực miền Tây. Và dưa leo còn phụ thuộc vào những tỉnh gần những chợ lớn, gần những trung tâm thành phố như Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, những tỉnh gần trung tâm và vận chuyển dễ hơn thì có giá sẽ cao hơn so với những nơi như Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, vận chuyển khó hơn. Và giá dưa cũng cao hay thấp tùy theo ruộng dưa của cô chú, các anh chị và các bạn gần những trục lộ chính hay xa những trục lộ chính mà có giá khác nhau. Giá dưa của ngày hôm nay, dưa tơ, dưa mới hai bông giá 7 đến 8 ngàn đồng một ký.
và dưa hái nhiều lứa có giá 6 đến 7.000 đồng một ký. Giá dưa ngày hôm nay từ 6 đến 8.000 đồng một ký là giá chung. Và dưa leo còn phân biệt dưa có phấn nhiều hay phấn ít, dưa màu xanh hay dưa màu trắng là những loại dưa khác nhau và giá cả cũng chênh lệch khác nhau. Đó là vấn đề mà cô chú, các anh chị và các bạn, những người trồng dưa, chúng ta chú ý chăm sóc để dưa chúng ta có được nhiều phấn hơn và dưa màu xanh dễ bán hơn dưa màu trắng, giá cũng cao hơn. Ruộng dưa của chúng ta gần những chục lỗ chính, giá cao hơn so với ruộng dưa xa những chục lỗ chính. Đó là những vấn đề mà giá cả phân biệt. Nhìn chung, giá dưa leo ngày hôm nay giá có thấp hơn so với những ngày trước, nhưng giá dưa leo cũng tương đối ổn định hơn so với giá khổ qua. Bởi ở giai đoạn này, các loại mặt hàng nông sản giá cả đều thấp. Đây là tình hình chung của các mặt hàng nông sản. Giải trí miền Tây ngoài cập nhật tình hình giá dưa leo, giá khổ qua còn cập nhật một số thông tin về giá cả ớt, mít ruột đỏ, mít Indo và một số loại nông sản khác, cũng như chia sẻ về kỹ thuật trồng trọt, chia sẻ về giải trí để cô chú, các anh chị và các bạn tiện cập nhật thông tin hàng ngày, hàng giờ để cô chú, các anh chị và các bạn tiện tham khảo theo dõi. Cô chú, các anh chị và các bạn cần tìm hiểu về những vấn đề giá cả, về giải trí, về kỹ thuật trồng trọt, trở vào trang giải trí miền Tây tìm những video thích hợp để tham khảo. Cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã xem hết video này. Đừng quên chia sẻ, like cũng như ấn vào cái chuông để nhiều người biết đến giá cả, cũng như cô chú, anh chị và các bạn nhận được thông tin mới nhất của giải trí miền Tây. Chân thành cảm ơn. Xin chào, bye bye.